Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lưu Đào và chồng ly hôn sau 13 năm chung sống. Tin đồn Lưu Đào ly hôn chồng dù hai người từng cùng trải qua vô số khó khăn khiến netizen khá bất ngờ. Lưu Đào và ông xã Vương Kha mới đây lại tiếp tục gây chú ý bằng loạt ảnh những tin đồn đã ly hôn. Theo như netizen chú ý thì trên Weibo, Vương Kha đã đặt chế độ chỉ xem được những bài đăng trong nửa năm. Vậy là mọi người sẽ không xem được những bài viết sâu ân ái của vị doanh nhân này với Lưu Đào. Hành động này khiến tin đồn ly hôn xuất hiện, thậm chí còn có tin Vương Kha ngoại tình và bị Lưu Đào bắt gian tại giường. Vương Kha đặt chế độ xem khiến những bài viết thể hiện tình cảm của anh và Lưu Đào cũng biến mất. Có vẻ như những tin đồn ly hôn quá ồn ào khiến Vương Kha sau đó đã đặt lại chế độ trên Weibo, hiển thị tất cả những bài viết của anh từ trước đến nay. Vương Kha cũng nai những bài đăng của Lưu Đào như một lời phủ nhận cho loạt tin đồn thất thiệt thời gian gần đây. Với những hành động gián tiếp phủ nhận này, những người yêu mến Lưu Đào, Vương Kha cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ vậy, nhiều netizen có hài hước bình luận rằng Lưu Đào và Vương Kha năm nào cũng bị đồn đã ly hôn, năm nay tiếp tục lên sóng cũng không có gì là lạ lắm. Cuối cùng Vương Kha đã đặt lại chế độ và like bài viết của Lưu Đào như một lời phủ nhận chuyện ly hôn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.